Hi guys, cô chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ học về collocations nha. Trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ ôn tập về collocation. Đó, trong đề thi thì bao giờ cũng sẽ có một cái câu collocation. Có thể là phần trắc nghiệm hoàn thành câu hoặc là trong phần đọc điền các bạn nhé. Có thể là trong phần trắc nghiệm hoàn thành câu này hoặc là đọc điền người ta cũng sẽ liên quan đến collocation. Đó, đọc điền thì có thể là collocations, có thể là chọn từ mà hợp về nghĩa thì nó cũng rất là đa dạng. Các anh chị những năm trước đi thi về bảo là em học rất nhiều về collocations đúng không? Nhưng mà đề thi thì lại cho quá dễ. Các bạn đã xem đề thi những năm trước chưa? Đó, đề thi collocations của những năm trước chỉ đơn giản là make sure, make sense, hay là trong file minh họa các bạn sẽ thấy là từ gì? Break the habit. Toàn là các cái collocations cơ bản thôi. Nên là mình cũng sẽ không có làm khó mình. Nhớ không có làm khó mình, không có nhồi nhét kiến thức. Mà trong bài học ngày hôm nay chúng ta cũng chỉ đi vào các cái collocations with common verb, với một số các cái động từ cơ bản như là make. Đó, các bạn sẽ biết là make thì nó thường đi với cụm từ gì, hay là do này, have này, take này, break đó, hay là set chẳng hạn, put. Thì đây là những cái động từ cơ bản chúng ta sẽ ôn xoay quanh những cái verb này. Và nếu như các bạn không có nhiều thời gian để chúng ta ôn luyện thì các em chỉ cần xem cái file này của cô là được. Chúng ta chỉ cần học trong cái bài cô livestream là được nhá, chúng ta không cần phải hoang mang quá nhiều. Tại vì thời gian bây giờ không còn nhiều nữa. Đó, các bạn cứ hoang mang rồi ở đâu chúng ta cũng học, file nào chúng ta cũng học và chúng ta sẽ bị stress. Mình sẽ không thể thể hiện tốt trong đề trong kỳ thi thật được. Rồi, ở đây câu số 1 thì đã là collocation, chúng ta sẽ phải xem cái động từ nào kết hợp với the bed. Đúng, Tyler thì luôn dọn giường gọn gàng trước khi đi làm vào buổi sáng. Câu số 1 ở đây cũng không cần phải ghi collocation nữa mà nó sẽ là make gì nhỉ? Cái cụm từ này đó chính là make one's bed, tức là dọn dẹp giường. Ví dụ chúng ta ngủ dậy chúng ta phải gấp gối, chăn màn các kiểu. Đó thì các bạn sẽ có make one bed. Và trong bài học ngày hôm nay thì mình có 100 cụm từ chính nên là cô sẽ không mở rộng các cụm từ khác nữa. Đó, trừ trường hợp là những cái câu quá hay thì cô sẽ mở rộng, còn lại là chúng ta sẽ chọn đáp án thôi của những từ chính, nếu không thì không đủ thời gian. Tiếp theo sang câu số 2, Jessica thì khuyến khích em trai của mình thử đi xe đạp mà không cần có bánh phụ. Thì ở đây mình sẽ thử làm gì? Đúng không? Mình nói là thử làm gì, các bạn sẽ dùng cái động từ là... Cô thấy Khả Vi đúng rồi, Đức Trung chính xác. Cô thấy Tú Anh và Lương Khánh chọn đáp án là do a try. Mình có nói là do không nhỉ? Thử làm gì ấy? Ơ sao cô thấy rất nhiều bạn chọn là do nhỉ? Cái từ try ở đây mình là danh từ các em nhé. Đó là danh từ có nghĩa là thử làm gì, nó giống như là từ attempt. Cô thấy rất nhiều bạn chọn đáp án là do. Tại sao các em lại chọn do nhỉ? Chúng ta có bị nhầm cái gì không? Đáp án ở đây phải là have a try các bạn nhỉ. Have a try tức là thử làm gì, và cái từ try đây nó tương tự là từ attempt, các bạn nhớ chưa? Thì nó là danh từ, đó. The act of trying to do something. Yeah. Vậy nên câu số 2 đáp án đúng phải đáp án B. Đó, ban đầu cô thấy rất nhiều bạn chọn C mà cô giật mình luôn ấy. Đúng rồi, đáp án đúng nó phải là gì? Phải là have a try, đúng không? Tiếp theo chúng ta sang câu số 3. Câu số 3, the controversial article written by Emily. Written ở đây người ta rút gọn rồi. Đó, cái bài báo gây tranh cãi do Emily viết thì đã under attack. Đã bị làm sao nhỉ? Attack tức là bị chỉ trích, đúng không? Đã bị chỉ trích từ các cái độc giả mà có quan điểm trái chiều. Chúng ta sẽ có một cái động từ đi với attack. Ta sẽ nói là gì? Come under attack. Nhớ các bạn sẽ nói là come under. Come under attack có nghĩa là bị chỉ trích. Tiếp sang câu số 3. Every evening, Emily sits down at her desk to homework. À, câu này thì dễ rồi đúng không? Làm bài tập về nhà. Yeah, làm bài tập về nhà này, làm việc nhà hay là làm vườn. Làm những cái việc mà liên quan đến nhà cửa ấy. Ví dụ như là các bạn giặt quần áo đúng không? Do the laundry, do the homework, do the gardening, do the shopping. Đó thì chúng ta sẽ phải chọn là do. Câu số 4, cô thấy có Loan Phạm chọn là make homework mà không đúng. Mình sẽ không nói là make homework nhá, Loan nhá. Red Cherry, đúng rồi, Nguyễn Diệu chính xác. Câu số 5, Minh Hiếu chọn đáp án là C. Câu số 5, chúng ta sẽ đi với ready. Before the party, Sarah needs to get ready. Get ready ở đây tức là chuẩn bị. Đúng, trước bữa tiệc thì Sarah cần phải chuẩn bị sẵn sàng bằng cách là chọn trang phục và kiểu tóc. Sang câu số 7, during class, team needs to gì nhỉ? Pay attention to. Yeah. Ở đây câu này thì dễ rồi ha. Câu này pay attention to, chú ý tới cái gì? Đôi khi mình cũng có thể dùng là take notice of. Đó, chú ý, để ý tới. Thì là trong giờ học, team cần phải chú ý lắng nghe giáo viên để hiểu bài hơn. Chúng ta sang câu số 7.
các quy định mới thì sẽ chấm dứt cái việc tiếng ồn ào quá mức và đảm bảo một cái cuộc sống yên bình cho cư dân, thì chấm dứt một cái điều gì đó. Chúng ta có nói là come, ở đây không có come đúng không? Mình hay có là come to an end. Ở đây các bạn sẽ là put an end to something. Đó, tức là chấm dứt cái gì. Stop. Vậy nên câu số 7 đáp án đúng là đáp án D. Cô thấy rất nhiều bạn chọn D đúng rồi. Chúng ta sang câu số 8. Emily and John, I decided to get married. Và các bạn nhớ là khi mình cứ nói là đầu tiên sẽ có là engage đúng không? Đính hôn này, đó, kết hôn này, hay là divorce, ly hôn thì đều get hết các bạn nhá. Tiếp sang câu số 9. Sarah felt guilty after she. Làm sao nhỉ? Sarah cảm thấy tội lỗi sau khi nói dối bạn cô ấy rằng là đã quên mất cái cuộc gặp gỡ của họ. Cảm thấy tội lỗi sau khi nói dối. Thì khi mà nói dối hay nói thật, các bạn nhớ nhé, nói dối hay nói thật chúng ta đều dùng động từ là gì? Là tell. Đó thì khi mà chúng ta quy nó vào một cái nhóm các bạn sẽ dễ nhớ hơn. Đúng không? Ở đây thì mình có là tell a lie là nói dối. Và mình có một cái cụm từ khá là hay, không biết các bạn có biết không? Đó là tell a white lie. Là một cái lời nói dối vô hại. Tức là mình nói dối nhưng mà không vì là hại ai đúng không? Tốt cho người ta, giống như là các bác sĩ đôi khi là sẽ không thể tiết lộ ngay cái bệnh tình của bệnh nhân được chẳng hạn. Và mình cũng nói là tell the truth. Đấy, nói dối, nói sự thật thì đều tell hết các bạn nhé. Hoặc là chúng ta cũng có là tell the difference. Tell the difference between something chẳng hạn. Đó, phân biệt cái gì? Tell somebody or something apart. À, tùy từng câu thì cô sẽ mở rộng. Câu số 10, Tom should tracker. Tracker thì chúng ta sẽ nói là keep tracker, đúng không ạ? Keep tracker tức là cần phải làm sao nhỉ? Tom thì nên theo dõi cái khoản chi tiêu. Keep tracker tức là phải nắm bắt, theo dõi. Nắm bắt được tình hình này, theo dõi. Chúng ta có thể nói keep tracker đi với thông tin. Đó, expenses ở đây tức là các cái khoản chi tiêu để lập ngân sách. Và các em thấy có một cái collocation đó là make budgeting, tức là lập ngân sách nhỉ? Câu số 11, James was able to. Ở đây mình sẽ cần một động từ đi với profit. James đã kiếm được cái lợi nhuận bằng cách là bán cái mứt tự làm tại cái chợ nông sản địa phương. 11. Thanh Vũ chọn đáp án gì đây? Phương Quang, đúng rồi. Yến Nhi hỏi là file này có trên page đúng không? Đúng. Những cái file nào mà cô like trên page là sẽ có trên page nha. Thái Khang, Hoàng Huy, đúng rồi, những file mà trong nhóm kín thì cô sẽ không bao giờ like trên fanpage. Mà cô đã like trên fanpage là mục đích là cô muốn cho đi. Nghĩa là cô muốn cho đi là cho tất cả các bạn đều được học. Đó thì chắc chắn là sẽ phải gửi các bạn file chứ không có cái gì mập mờ cả. Make a profit, tức là kiếm được lợi nhuận, sinh lời. Tiếp câu số 12. Câu 12 là khi đang đi bộ trong rừng thì Jack đã bị lạc. Cái từ bị lạc chúng ta sẽ nói là get lost, đúng không? Mình nhớ cái từ này rồi, get lost là bị lạc. Câu số 13, he practiced for hours to a speech. Anh đã luyện tập, đúng không? Anh ấy đã luyện tập hàng giờ. Thì mình có cái từ là để phát biểu. Khi muốn nói là phát biểu, các bạn sẽ dùng từ give này, từ make này, từ deliver a speech. Đó, đưa ra một cái bài phát biểu, đúng không? Là mình sẽ dịch luôn là phát biểu thôi. Đó, make a speech, give a speech hoặc là deliver. Nên đáp án đúng của câu này nó sẽ là đáp án D. Câu số 14 thì sao ạ? Câu 14 cụm từ quen thuộc chưa? Và các em nhớ là chúng ta có hai cụm từ đi được với cả example. Đó chính là từ. Từ gì đi với example nhỉ? Câu số 14 ở đây chúng ta có give này, có set này, có make đều đi với example. Đó thì các bạn thấy hiểu chưa nào? Trong cái ngữ cảnh là cậu bé đã làm gương hay là đã bị phạt để nêu gương hay là đã đưa ra ví dụ về cách sử dụng phần mềm mới này để tăng năng suất. Câu số 14 là câu rất khó nhé. Đi thi mà đề cho câu số 14 cô đảm bảo là rất nhiều bạn sai. Như là cô thấy Tô Phương Trinh là sai rồi. Minh Trường chọn sai. Thu Huệ chọn sai. Đó, rất nhiều bạn chọn set. Các em có biết tại sao mà mình không thể chọn set được không? Rất nhiều bạn chọn set là set an example. Thì chúng ta hiểu cái cụm từ set an example nghĩa là gì? Set an example of tức là gì? Làm gương. The little boy có phải làm gương không? Mà đã đưa ra ví dụ. Give an example of something. Đưa ra ví dụ nhá. Còn mình cũng có một cụm nữa đó là make. Mình cũng nói là make đúng không? Make an example of, tức là phạt để nêu gương.
Đấy, vậy nên là cái từ example nó có 3 nghĩa. Nhá, từ example có 3 nghĩa nên câu số 14 chúng ta sẽ chọn đáp án là A. Đó, cô thấy ban đầu là rất nhiều bạn chọn đáp án là set đúng không? Tại vì cái từ set thì nó quá là quen thuộc với mình. Đây, các em nhớ là cô sẽ mở rộng cho các bạn cái từ make. Đây, chúng ta nhớ cái nghĩa của từ make nhé. Make example somebody có nghĩa là gì? Publish. Đó, publish somebody as a warning to other not to do the same thing. Thì giáo viên đã phạt anh ta, đúng, để ngăn anh ta gì? Suspending him from school. Đó, thì đây có nghĩa là phạt để nêu gương. Nó khác với lại đưa ra ví dụ và noi gương, đúng không? Hay là làm gương cho ai để noi theo. Tiếp theo chúng ta sang câu số 15. My daughter always. Thì vừa rồi chúng ta nói là tell a lie, đúng không? Nói dối, nói thật, chúng ta đều dùng từ tell hết nhỉ? Hay là tell the time, tell the truth. Mình sẽ học một số cái cụm từ, ví dụ tell a lie hay là tell the time, tức là hỏi giờ. Câu số 16. After a long day, I will. Sau một ngày dài thì tôi sẽ nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ nói là take a rest, đúng không? Take a break. Đó, take a break, cái gì đấy. Thì ở đây câu số 16 các em sẽ chọn đáp án là A. Thế còn câu số 17 thì sao ạ? Cô thấy là Minh Trường chọn đáp án là B. Han So-hee cũng chọn đáp án là B. Câu số 17. Could you please do somebody a favor? Do somebody a favor tức là gì? Là help somebody. Don't give somebody a helping hand. Nó đều mang nghĩa là giúp đỡ ai đó. Nên câu số 17 chúng ta sẽ chọn đáp án đúng. Đó chính là do nhé. Tiếp cả lớp sang câu số 18. The government will take action. Đúng, take action chúng ta sẽ hành động để giải quyết các cái vấn đề về môi trường. Chúng ta có take action này, hoặc là take measure to do something. Đó, hành động hoặc là đưa ra biện pháp để làm gì. Emily always a noise. Mình sẽ nói là make a noise, đúng không? Gây tiếng ồn, make a noise. Gây tiếng ồn chúng ta cũng có make a fuss, tức là làm ầm ĩ lên, đúng không? Làm ầm ĩ lên. Yeah. Vậy nên câu số 19 các em sẽ chọn đáp án là D. Câu 20, Sarah couldn't go to school yesterday because she, cô ấy đã bị cảm lạnh. Hôm trước chúng ta học cái cụm từ là bị làm sao đó, các em còn nhớ không? Chúng ta có rất nhiều cụm từ diễn tả là bị bệnh, đúng không? Cô thấy Nam Đào chọn đáp án là A. Thế ngoài cái từ have ra, had a cold, ngoài từ have nhá, đó, had a cold, mình có thể dùng từ gì? Suffer from, đúng không nhỉ? Hay là từ catch, từ contract, go down with, hoặc là gì? Come down with. Những cái cụm từ này nó sẽ kết hợp với căn bệnh. Hoặc là đôi khi chúng ta còn dùng một cái cụm từ khác nữa. Một từ khác đó chính là từ develop. Đó, develop. Thì tùy vào ngữ cảnh mà mình sẽ dùng cái từ nào cho nó phù hợp. Đây, nó sẽ đi với căn bệnh. Tiếp câu số 22. Jessica finally decided to come clean. Come clean ở đây là gì các em nhỉ? Cuối cùng thì Jessica cũng quyết định là thú nhận. Đúng không? Come clean to somebody. To somebody ở đây mình sẽ hiểu là admit and explain to somebody. Tức là đã thừa nhận, thú nhận và giải thích. Thú nhận, mình sẽ dịch là thú nhận nhé. Thú nhận cái gì với ai? Đó, cũng thú nhận với bố mẹ, đúng không? Vì đã làm vỡ chiếc bình. Câu số 22. Tom và Emily a lot in common. Chúng ta sẽ nói là have a lot in common. Cụm từ này quen chưa? Have a lot in common, đúng không? Hoặc là mình có thể nói là have common interest. Yeah. Cô thấy các bạn làm rất tốt. Ngân Kim chọn đúng rồi. Câu 23 nhá. Câu 22 cô thấy các em làm rất tốt. Câu số 23. Jack is determined. Determined, quyết định, quyết tâm làm gì? Từ bỏ cái thói quen xấu. Thì mình sẽ có cái từ bỏ. Đó là từ kick, đúng không? Từ break hoặc từ get rid of. Đó, the habit, the bad habit, habit of doing something. Ở đây các em sẽ dùng từ kick nhá. Bỏ cái thói quen gì? Câu số 24. The shiny new toy in the store window. Emily's eye as she walked by. Câu 24 là một câu rất hay cho nên cô sẽ dừng lại chậm hơn ở câu số 24 và cô sẽ mở rộng câu số 24. Câu 24 mình sẽ nói là gì đấy ạ? Cái món đồ chơi mới sáng bóng, shiny, tức là sáng bóng trong cửa sổ cửa hàng thì đã thu hút sự chú ý. Đúng không? Linh Trang chọn đáp án C. Mình có từ catch. Đúng không? Ngoài cái từ catch ra mình còn dùng cái từ gì để nói là thu hút sự chú ý nhỉ?
ngoài cái từ catch chúng ta có thể dùng từ attract đúng không? Want attention, đó, thu hút sự chú ý của Emily khi cô ấy đi ngang qua. Và trong đề thi tiện thì cô sẽ nói là về thành ngữ về mắt nhá. Các em sẽ học cho cô các cái thành ngữ về bộ phận cơ thể người. Thì trong các cái thành ngữ về mắt này, về mũi này, về miệng hay là các thứ ấy, thì cụm từ liên quan đến mắt đó là một trong những cái cụm từ trọng tâm nhá, một trong những cụm từ trọng tâm. Thế bây giờ trong đầu các bạn hiện ra những cái cụm từ gì mà liên quan đến mắt nào? Trong đầu chúng ta cái gì nó spring to your mind mà liên quan đến mắt nhỉ? Đầu tiên cô sẽ giới thiệu một cụm từ trước, đó là the apple of one's eye. Đó, the apple of one's eye tức là rất được yêu thích, đúng không? Được trân trọng, yêu thích. Cụm từ thứ hai mà tự nhiên nó bật ra trong đầu mình đó là be up to one's eyes, hoặc là ears, đúng không? Hoặc là head, đó, neck in something, tức là bận, kiểu là rất là bận. Be busy. Đây toàn các cái cụm từ trọng tâm, toàn các cái thành ngữ trọng tâm nên các bạn phải nhớ. Còn chúng ta có từ catch này, run này, an eye, đó, an eye, hoặc là over something, tức là kiểm tra kỹ lưỡng. Tiếp chúng ta có have an eye, đây là cụm từ mà hôm qua cô mới cho nhóm kín học xong. Have an eye for something, đó, have an eye for something kiểu là có năng khiếu về cái gì ấy, có năng khiếu, có tài lẻ về cái gì đó, chẳng hạn have an eye for something, hoặc là mình có in the blink of an eye, in the blink of an eye, hoặc là in the twinkling of an eye. Đó, cụm từ mấy cụm từ này khá là hay đúng không? Hay là chúng ta có là keep a close eye, cụm từ này là hết, hoặc là watch on somebody, chúng ta cũng, hoặc là on the ball cũng được, keep your eyes on the ball, thì nó đều mang nghĩa là chú ý tới. Đó, nó diễn ra rất là nhanh. Thì có cái cụm từ này tự nhiên cô cảm thấy là rất quan trọng, các bạn cần nhớ. Thì cô mở rộng thôi, còn các câu khác thì chúng ta chỉ cần học cái cụm từ chính này được. Đó, vì bài hôm nay có cả 100 cụm từ cơ nên là cô sẽ không mở rộng quá nhiều. Cô thấy Nguyễn Hiếu nó rất tốt, Lam Lam này, Khánh Linh này, see eye to eye nữa. Trang Lê có cụm từ là see eye to eye rất hay. See eye to eye tức là thể hiện cái sự đồng thuận, đúng không? Đồng tình, yes. See eye to eye. See eye to eye. Đó, là agree nha. Tiếp nào chúng ta sang câu số 25. Mỗi buổi sáng thì Timmy get dressed, cái từ get dressed quen thuộc chưa? Mặc quần áo nhanh chóng bước ra ngoài xe. Đó, catch the bus. Ở đây chúng ta có hai cụm từ đó là get dressed. Các em thấy collocation hầu như khi mà mình catch the bus, the taxi, the train, khi mình đọc một cái câu ấy là kiểu gì cũng có ít nhất một cái collocation, đúng, cũng có ít nhất một collocation. Nên các bạn học từ phải học theo cụm, học theo collocation là như vậy. Câu số 26, cái quyết định của Tom khi bỏ cuộc họp một cách bất ngờ như vậy thì nó vấp phải cái sự chỉ trích. Mình có come under fire, tức là vấp phải một cái sự chỉ trích. Vừa rồi chúng ta có come under attack đúng không? Thì bây giờ có come under fire. Câu 27, my friend decided to pay a visit. Thay vì nói đơn giản là pay a visit, thay vì nói đơn giản là visit thôi thì người ta lại thích nói là pay a visit, hay là pay somebody a compliment. Đấy là khen ngợi ai. Và chúng ta có pay bill to somebody, đó, tưởng nhớ ai. Đó, nhắc đến pay là mình hay nghĩ đến những cái cụm từ này. Câu số 28, sau nhiều năm cố gắng thì Lisa cũng đã rất thrill, kiểu vui mừng khi cuối cùng cũng có thai. Yes, and start a family, get pregnant. Đấy, tức là có thai nhá, có em bé. Câu 29, Emily remember to the promise, giữ lời hứa. Yeah, khi mà đi với lời hứa chúng ta sẽ có từ keep, đúng không? Thế còn là không giữ lời hứa, các em sẽ dùng từ break hoặc là go back on one's promise. Đó, giữ lời hứa hoặc là không giữ lời hứa thì cái từ break tức là không giữ, đúng không? Go back on tức là đi ngược lại thì cũng có nghĩa là phá vỡ, không giữ được cái lời hứa. Nên câu 29 Ngọc Anh chọn đúng rồi. Câu 30, cô thấy Bích Ngọc chọn đáp án là B. Every morning before school, Lisa takes time to do her hair. Đó, mỗi sáng thì Emily dành thời gian để chải tóc, đúng không? Đó, làm tóc theo các cái kiểu khác nhau. Do one's hair nhé. Do one's hair. Câu 30, when you, bây giờ lại có từ example. Thì theo các bạn trong cái ngữ cảnh này chúng ta sẽ nói là give example, set example hay là make example.
khi bạn cái gì đấy người khác có thể follow, có thể làm theo bạn và học hỏi từ cái hành động của bạn. Vậy thì đây rõ ràng là gì? Khi bạn làm gương, đúng không ạ? Nên câu số 31 mới thực sự là set nhá. Vừa rồi rất nhiều bạn chọn set, thì bây giờ đến câu số 31. Đấy, có thấy Thu Trang lại chọn sang give. Thu Trang phải hiểu nhá, có 3 cụm từ đi với example: set này, give và make. Vừa rồi thì rất nhiều bạn chọn set, nhưng bây giờ chọn set mới là đúng nhá. Bây giờ chọn set mới là đúng này. Đó, khi bạn làm gương, khi bạn nêu gương cho người khác thì người ta sẽ làm theo. Yeah. Tiếp theo chúng ta sang câu số 32. It's important to ask for financial advice. Thì ask for advice tức là xin lời khuyên. Đó, ask for advice tức là xin lời khuyên. Câu 33, my mother was devastated. Chúng ta học cái từ devastated rồi. Đúng, không phải là tàn phá, phá hủy, mà devastated ở đây nó giống như là disappointed, kiểu vô cùng buồn bã. Đó, khi mà cô ấy đã bị sa thải. Yeah, bị sa thải. Thông thường là chúng ta có thể dùng từ sạch, mang nghĩa là sa thải rồi. Nhưng ở đây là cụm danh từ thì các em sẽ nói là get the sack. Hoặc là đơn giản các em dùng từ sạch, từ lay off, dismiss, đúng không? Discharge. Thì những cái cụm từ này nó nghĩa là sa thải. Yeah. Get the sack tức là bị sa thải ha. Nó mang nghĩa là get the sack thì nó mang nghĩa bị động các em ạ. Nên câu này chúng ta sẽ chuyển về dạng bị động nhé, cho nó hợp nhau. Ta vừa rồi là chúng cô ghi dạng chủ động. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển về dạng bị động. Đó. Thì ở đây câu số 33 chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là đáp án A. Câu 34, Sarah decided to take a chance, đúng không? Chớp lấy cơ hội, take the opportunity. Thì chớp nắm bắt cơ hội, opportunity hay là chance, chúng ta opportunity. Đó. Chúng ta đều đi với take hết. Một cái slogan rất nổi tiếng của trường đại học ngoại ngữ đó chính là creating opportunity, hay là take opportunity, creating, không phải take, creating opportunity together. Tức là tạo, kiến tạo cùng nhau, kiến tạo cơ hội, nó khác so với là take opportunity giống như kiểu là mình nhận, đúng không? Đó, cô nhầm với cái câu đó. Câu slogan của trường là creating opportunity together. Câu số 35, Minh Trường chọn đáp án là B. Bắt xe, đúng không? Bắt tàu xe thì chúng ta sẽ dùng từ catch, đúng rồi. Hoặc là ngoài cái từ catch ra các em có thể dùng từ gì? Từ take. Vừa rồi chúng ta học xong a bus, đúng không? Train, đó. Bắt tàu xe, máy bay các em có thể dùng hai cái cụm từ này nhé. Câu 36, my mother always make sure. Đó, trong đề thi những năm trước người ta ra vào make sure với make sense các em ạ. Đó, make sure, make sense, make a comparison, make a difference. Rất nhiều cụm từ đi với make. Thì các anh chị khóa trước bảo là em dành rất nhiều thời gian để học collocations. Đó, nhưng mà đề thi thì cho dễ quá, make sure make sense. Thế nên chúng ta cũng không phải ép bản thân nhá, mình đừng có cố ép bản thân phải học những cái cụm từ trên trời dưới đất. Tại vì có thể là đề thi người ta sẽ không bàn như thế, chúng ta chỉ học những cái common verb như thế này thôi. Nếu các bạn không có thời gian, các em chỉ chú ý, các em chỉ chú ý những cái file của livestream là được. Nếu chúng ta ôn tập trong cái file của livestream là được. Câu 37, Mark decided to gì? Mình còn vừa rồi chúng ta nói là take a break, đúng không? Hoặc là have a break cũng được. Đấy, nghỉ ngơi, nghỉ giải lao. On Saturday, Jack helps his mom by gì? Doing the cleaning. Vừa rồi cô có nói là đi với các cái việc trong gia đình. Mình sẽ dùng từ do, đúng không? Do the housework chẳng hạn. Hay do the laundry. Đó, do the gardening. Làm vườn, làm các cái việc trong gia đình. Do the dishes. Đó, giặt giũ. Mình sẽ nhóm nó vào một cái nhóm. Đó, do the homework, đúng không? Mình làm bài tập về nhà, đó, thì nó cũng là đi với do hết. Thì các em sẽ nhóm nó vào một cái nhóm, những cái việc mình làm ở nhà nó sẽ đi với do. Câu số 39, yes, ở đây chắc chắn sẽ là take part in, tham gia vào cái gì? Mai đã lên kế hoạch tham gia vào, take part in something. Hoặc là engage in, going for, participate in. Những cái cụm từ này chúng ta ôn tập lại thôi vì trong quá trình học là cô có nói rồi. Câu số 40, the teacher prepare intensively to lecture. Thì ở đây là giáo viên, đúng không? Giáo viên đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để giảng bài. Giáo viên giảng bài ở đây sẽ là give hoặc là gì? Make, deliver. Câu này mình sẽ dùng là deliver. Make a lecture nó không phù hợp. Make a speech thôi. Deliver a lecture hoặc give a lecture. Nên câu 40 chúng ta chọn đáp án đúng là A. Đó, để giảng một cái bài về lịch sử cho học sinh tại cái trường đại học. 41. Cô thấy An Nguyễn chọn đáp án là B. Đó. Tuyết Ngọc cũng chọn B. Đoàn Phạm, cây đũa trên tóc Thu Phương cũng chọn đáp án là B.
Ở đây chúng ta có là you need to make a decision. Các em thấy không? Cô toàn cho các cái cụm từ rất cơ bản thôi. Tại vì trong đề thi những năm trước sẽ là như vậy. Không quá khó, thay vì nói là decide, thay vì nói là make up one's mind, người ta là make a decision cũng được. Còn câu 42, it's important to give a smile to friend. Tức là đưa ra lời khuyên. Vừa mình học là gì? Ask for a smile. Đúng không? Và chúng ta còn học là give a smile to somebody. Hỏi xin lời khuyên, đưa lời khuyên cho ai? 43, Emily needs to talk to her teacher because she's been như thế nào đây? Emily thì cần nói chuyện với giáo viên của mình bởi vì là cô ấy đang gặp vấn đề. Đúng không? Đang có một cái vấn đề gì đấy. Chúng ta sẽ nói là have problems, have trouble. Đúng không? Have difficulty with something. Đó, gặp vấn đề với cái gì? Have nhỉ? 44, leaving the gate open can cái gì đó at risk, khiến cho ai đó gặp nguy hiểm. Chúng ta có put somebody at risk này. Tức là trong cái khiến cho ai đó pose a threat, pose a risk to somebody. Những cái cụm từ này các em học trong từ vựng chủ đề về môi trường rồi. Gặp nguy hiểm. Và khi muốn nói là trong cái tình trạng nguy hiểm, be in danger. Trong tình trạng nguy hiểm, be under threat, be at risk, nó liên quan đến nhau nên chúng ta sẽ nhóm nó vào một cái nhóm mình học cho nó dễ. Hoặc là jeopardy đều mang nghĩa là trong tình trạng nguy hiểm. Câu 44 chúng ta sẽ chọn là put ha. Câu số 45, Tom accidentally a mess, make a mess. Đó, mình thuộc rồi, make a mess, make a noisy. Rồi chúng ta học là make a mess, make a noisy. Cái gì, make a fuss. Đó, thì đều làm ồn. Nó đều đi với từ make ha. Còn trong bài cô có từ accidentally, tức là một cách tình cờ, không cố ý, by chance, by accident. Bây giờ trái nghĩa chúng ta sẽ có gì, intentionally, purposely. Đó, deliberately thì mang nghĩa là không cố tình, đúng không? Vô tình thì trái nghĩa với cố tình. Câu 46, as the sun rose, the mountains came into view, tức là thu vào tầm mắt. Thu vào tầm mắt nhỉ? Yep. Ở đây các em sẽ chọn đáp án là D. Khi mặt trời mọc thì những cái ngọn núi nó hiện ra trước mắt. Đấy, mình dịch như vậy đi. Hiện ra trước mắt những người đi bộ đường dài. Câu số 47, một cái động từ mà kết hợp với record. Danh từ chúng ta sẽ đọc là record nhé. Tom đã luyện tập chăm chỉ để gì? Để phá kỷ lục. Thì trước hết chúng ta sẽ học thiết lập một cái kỷ lục, đó là set a record này. Keep này, hold tức là giữ kỷ lục, đúng không? Phá kỷ lục ở đây các bạn sẽ dùng từ break the record. Đó, thiết lập, giữ kỷ lục và cuối cùng là phá kỷ lục. Các bạn thấy là cái việc mình nhóm nó thành một cái nhóm mình học nó rất là dễ đúng không? Thay vì nó cứ mỗi câu mình học được một cụm, yes, mình sẽ nhóm nó vào để chúng ta học. Huỳnh Dư Thanh Thư chọn. Đúng rồi. Tuyết Ngọc Hồng Thắm rất tốt. Câu 48. Mark had to apply for parking in the wrong spot downtown last weekend. Mark thì đã phải trả tiền phạt. Cái từ fine ở đây là một từ rất đa nghĩa. Nó vừa là động từ, vừa là danh từ, vừa là tính từ nữa. Thì trong hôm nay mình sẽ chỉ xét cái nghĩa là danh từ thôi. Tức là một cái tiền phạt. Em sẽ nói là pay a fine. Đúng không? Phải là trả tiền phạt. Đó, hay là I'm fine, thank you. Đúng không? Thì fine mang nghĩa là khỏe. Nên cái từ fine nó rất là đa nghĩa. Get a parking fine. Đó, phạt vì đỗ xe chẳng hạn. Trả tiền phạt. Tiếp câu 49. After playing soccer, Jack likes to... Mình hay có là take a shower, đúng không? Ngoài take a shower ra, các em có thể nói là have a shower, thích đi tắm. Đó, thích đi tắm to wash off the sweat and dirt, tức là rửa sạch mồ hôi và bụi bẩn. Daniel promised to take care of. Take care of tức là quan tâm chăm sóc. Cô hay nhắc là các bạn hay nhầm với cái từ là take gì after, đúng không? Take after nó khác nhỉ? Tức là giống với ai về ngoại hình, về tính cách. Vậy nên ở đây câu số 50 các em sẽ nói là take care of này, look after. Còn take after thì khác nhỉ? Câu 51. Traffic in the city come to a standstill. Come to a standstill ở đây chúng ta sẽ hiểu to a standstill tức là cứng ngắc ấy, tức là bị kẹt cứng, nó trì trệ. Giao thông trong thành phố thì đã tắc nghẽn, kẹt cứng khi xe của John đã break down. Chúng ta có từ break down ở đây tức là bị hỏng, thường nói về máy móc.
Và breakdown còn đang nghĩa là suy sụp về tinh thần. Vậy câu số 51 em sẽ nói là come nha. Để breakdown này. Câu số 52, I want to take a course. Các bạn có thể dùng từ take này. Ngoài cái từ take ra thì tham gia một cái khóa học. Em còn dùng cái từ gì nữa để nói là tham gia một khóa học nhỉ? Cô thấy Linh Trang chọn đúng rồi đấy. Khi mà đi về course chúng ta có take này. Các em có thể dùng từ do nữa. Nhớ run, đó, take này, go on này. Do này, go on này, run a course. Đây là những cái động từ mà đi với course hoặc là enroll in. Đó, enroll in a course cũng được. Đó, tham gia một cái khóa học, điều hành một cái khóa học, đúng không? Câu số 53, Mark accidentally left the stove on causing the kitchen. Các em thấy là cause somebody or something to do something, tức là khiến cái gì nó diễn ra. Những cái cụm từ này rất hay gặp trong đọc điền nhé. Trong đọc điền ví dụ người ta hay có là cause này, người ta cho chúng ta từ cause này, từ make này. Đấy, hay là người ta cho từ force này. Thì các em nhớ là những cái cụm từ này, hay là người ta cho chúng ta từ allow này, từ enable, thì nó sẽ khác là thằng nào do, thằng nào verb nguyên thể. Đây có make này đi với verb nguyên thể, còn mấy cái thằng cause này, force, allow, enable nó sẽ đi với do verb. Tại vì nếu các bạn để ý các cái bài đọc điền trong đề thi chính thức của các năm ấy, là người ta sẽ rất hay ra ở những cái chỗ đó. Đó, người ta sẽ cho bốn đáp án và chúng ta sẽ cần điền một đáp án và các bạn sẽ phải dựa vào cấu trúc theo sau đó là verb nguyên thể hay là do verb. Thì ở đây câu số 53 là mắc accidentally, mắc vô tình để bếp bật, nó khiến cho bếp nó bốc cháy. Cái từ bốc cháy bắt lửa nó sẽ là từ catch fire, đúng không? Bốc cháy bắt lửa. Câu 54, những chiếc máy tính xách tay chất lượng giống như là của Mark ấy, mà như cái chiếc mà Mark muốn ấy, thì nó không hề rẻ. Nó không hề rẻ tiền. Come cheap. Ở đây mình sẽ dịch là rẻ tiền. Nên câu 54 hơi lạ đúng không nhỉ? Yes. Câu số 55, during the storm, Emily's car. Trong cơn bão thì xe của Emily đã làm sao? Đã bị kẹt. Yes, got stuck. Ta học từ này rồi, got stuck tức là bị kẹt. Và cái từ get này hay đi hay như thế này đúng không? Get something được chẳng hạn. Câu 56, Sarah didn't notice of the warning signs and accidentally walked into the wet paint. Sarah thì không để ý. Vừa rồi chúng ta học từ để ý chú ý đúng không? Là pay attention. Hoặc là gì? Hoặc là take notice of something. Đấy, không có chú ý tới cái biển cảnh báo và vô tình bước vào cái lớp sơn ướt. Take notice of. Anna likes to gì nhỉ? Take notes. Đúng không? Chúng ta sẽ nói là take notes, tức là ghi xuống, ghi chép xuống. Take note này. Mình có từ gì nữa? Từ jot down, đúng không? Hoặc là note down, write down. Yeah. Thích ghi chép trong suốt bài giảng để giúp cô ấy ghi nhớ những cái điểm quan trọng trong bài thi. Câu 58, Mark was thrilled to finally get a job. Đấy, có được một công việc, câu này dễ hả? Get a job. Yeah, get a job. Turn down a job offer. Tuyết Ngọc chọn đúng rồi, Ngân Kim rất tốt. Em sang câu 59, Mike was careful. Đó, but he an accident while riding his bike down the steep hill. Mike thì đã cẩn thận. Đó, rất là cẩn thận nhưng lại have an accident. Yep, have an accident tức là gặp tai nạn thôi. Cô cho các bạn toàn có cái cụm từ nó cơ bản. Đi thi có khi là như mấy năm trước thì nó chỉ cho đơn giản thôi. Mình đừng có làm khó mình quá ha. Còn câu số 60 chúng ta có make use of. Anna đã quyết định là tận dụng. Trong bài thi mà người ta có cho từ take thì nhớ là take advantage of. Chúng ta có thể dịch là tận dụng hoặc còn mang nghĩa là lợi dụng. Hai cái nghĩa khác nhau nhé. Tận dụng một cái gì đấy có thể là tốt nhưng mà lợi dụng thì lại khác rồi. Đúng không? Lợi dụng là khác. Thì đây mình sẽ dịch là tận dụng. Tận dụng thời gian rảnh của mình bằng cách là đọc sách và học các cái kỹ năng mới. Mark thì thích hợp tác làm ăn với ai? Do business with somebody. Đó, các bạn biết cụm từ này đúng không? With somebody. Hợp tác làm ăn kinh doanh với ai? Do business nhỉ? Còn run là điều hành quản lý quán xuyến thì nó không phù hợp với business. Không nói là run a business with, đúng không? Ví dụ mình sẽ nói là run a business. Đó, run a business, run a company, run a language center, run a household. Đó, thì run ở đây mình sẽ dịch tương tự từ manage, chứ không dịch là chạy.
hợp tác làm ăn với ai. Rồi câu 62, Jackson is excited to holiday. Đó, Jackson thì rất là vui mừng khi được nghỉ lễ vào tuần tới và dự định đi thăm ông bà. Chúng ta sẽ nói là have a holiday, go on a holiday. Yes, have a holiday. Câu 62, cô thấy An Nguyễn, Thương Nguyễn, Minh Trường các bạn làm rất tốt. Câu 63 nhá. John likes to exercise. Yeah, những cái gì mình làm ở nhà đúng không? Do homework, do exercise every morning to stay healthy. Đây các em thấy là những cụm từ như là stay healthy nó cũng là collocation đấy. Maintain energy level cũng là collocation đấy các bạn ạ. Yeah, do exercise, do yoga. Chúng ta ví dụ đi với các môn thể thao mình cũng nói là do yoga, do the weight lifting đúng không? Yes. Câu 64, Link was thrilled to sire. Linh vui mừng khi nhìn thấy catch sire, đúng không? Catch sire, tức là nhìn thấy gì đó, nhìn thấy ai đó. Vui mừng khi nhìn thấy ca sĩ mà cô ấy yêu thích đó, Sơn Tùng tại đêm nhạc tối ngày hôm qua. My sister feel guilty when she had to a promise. Vừa rồi chúng ta học các cái cụm từ như là keep này, make break đúng không? Hay là go back on promise. Nhưng trong cái ngữ cảnh là cảm thấy có lỗi. Cảm thấy có lỗi khi mà đã gì? Khi phá vỡ lời hứa, đúng không? Break hoặc là go back on a promise thì nó mới đúng về nghĩa. Công ty thì đã quyết định trả lương cho nhân viên. Mình sẽ nói là pay a salary to somebody, trả lương. Alex loves to tell story. Tell a story hoặc là tell story số nhiều. Tell story to somebody, kể chuyện cho ai hả? Đây các em thấy là đều say nhá. Ví dụ như là say no, đúng không? Say yes, say hello, say goodbye. Đó, mình sẽ nhóm nó vào một cái nhóm thấy dễ học hơn đúng không? Còn cái từ hear tức là nghe một cách kiểu như là thụ động. Listen là nghe một cách chủ động. Talk tức là nói, thường là kể chuyện với ai. Talk to somebody about something. Đó. Câu số 68, cô ấy không gì make fun of somebody. Thì cụm từ make fun of somebody mình sẽ dịch như kiểu là chế nhạo, cười, laugh at somebody. Đúng, chế nhạo này, giễu cợt ai đấy. Cô ấy không có chế nhạo người khác vì điều đó nó sẽ làm tổn thương cảm xúc của họ và là một cái hành vi nó không tử tế. Janet sẽ gì? Sẽ take an exam. Đúng không? Mình sẽ nói là take an exam này. Ngoài cái từ take, em có thể dùng từ sit này, dùng từ pass hoặc là fail an exam. Đó, tham gia một kỳ thi, đúng không? Fail, đó, thi đỗ hoặc là thi trượt. Thế còn câu số 70, Trang Trịnh hỏi là cô ơi, cô có lưu lại livestream này trên fanpage không? Cô chưa bao giờ xóa livestream nên là các bạn không cần phải hỏi nhá. Đó, khi mà cô đã livestream trên fanpage thì sẽ là tặng cho các bạn luôn, muốn là để cho các bạn học, đúng không? Là đóng góp vào cộng đồng chứ không phải là để xóa. Đó, không hiểu sao các em cứ hỏi là cô có xóa không nhỉ? Đã mất công like rồi thì xóa làm gì nhỉ? Lisa decided to have a party. Yeah, have a party, đúng không? Tổ chức một cái bữa tiệc ở nhà để chúc mừng sinh nhật. It's a good idea to keep a diary. Đó là một cái ý tưởng hay khi viết nhật ký để nhớ tất cả những cái cuộc phiêu lưu thú vị của mình. Câu 72, when your loss is helpful to gì nhỉ? Vừa rồi chúng ta học có thể nói là tell the time hoặc là ask the time. Tell the time tức là nói giờ, ở đây là hỏi giờ, đúng không? Khi bị lạc ấy thì rất hữu ích nếu bạn hỏi thời gian để biết rằng là liệu bạn có đang đi đúng hướng hay không. Be on the right track, đúng không? Be on the track, tức là đi đúng hướng. Megan, remember to keep calm, đúng không? Mình sẽ nói là keep calm hoặc là stay calm. Thì cái từ keep này và từ stay nó hay đi với calm các bạn nhé. Giữ bình tĩnh, giữ bình tĩnh trong suốt cái buổi thuyết trình ngày mai. Nên câu 73 chúng ta sẽ chọn đáp án là D nhé. Có bạn comment là throw a party rất tốt. Chúng ta học được rất nhiều cụm từ khi mà mình chữa đề ha. Despite feeling tired, Sarah always try to do her best. Mặc dù rất là mệt đấy nhưng mà vẫn cố gắng hết sức, đúng không? Do one's best. Đó, cố gắng hết sức. Michael hopes to make a difference. Thì cái cụm từ make a difference tức là tạo ra sự khác biệt. Michael luôn hy vọng là tạo ra sự khác biệt bằng cách là tham gia tình nguyện tại một cái animal shelter, một cái nơi trú ẩn dành cho động vật vào cuối tuần. Rồi thì bây giờ vừa rồi chúng ta học là kết hôn đúng không? Đính hôn đều đi với get, thì ly hôn mình cũng dùng là get nhé. Get divorced. Sau nhiều năm cố gắng giải quyết thì Emily và Tom cũng get divorced. Could you please have a look at? Chúng ta sẽ nói là have a look at hoặc là take a look at. Tức là nhìn vào cái gì đấy thôi. Đó. Bạn có thể vui lòng xem qua, có thể nhìn vào cái bản đề xuất.
bản design thiết kế mới và đưa ra phản hồi được không? Check hoặc là have a look at something. Câu 78, Lily likes to take her time. Take her time doing something, tức là dành thời gian làm cái gì một cách chậm chạp. Take one time doing something. Dành thời gian hoặc là chậm chạp, cứ bình tĩnh, đúng không? Làm một cách cẩn thận đó. Take her time when painting to ensure every detail is perfect. My sister plans to make a living. Chúng ta học thuộc luôn, đúng không? Make a living. Yes. Thế ngoài từ make ra các bạn còn dùng các cái cụm từ gì khi mà đi với living? Chúng ta còn nói living như thế nào nhỉ? Nguyễn Hiền, đúng rồi. Hải Anh, Phước Thịnh. Yeah, chúng ta chọn như vậy. Yes, a living. Make a living. Earn one's living, đúng không? Yeah, do something for a living. Thì đây cô sẽ copy cho các bạn luôn. Đây. Nó hơi dài, ví dụ chúng ta có thể nói là earns one living này, hay là make một cái living như thế nào, chúng ta có thể thêm các cái tính từ như là decent, good, meager, living, hay là do for a living. Đó, what do you do for a living, giống như là what do you do thôi, hay là work for a living. Đó. Đó thì các bạn sẽ thấy là mình sẽ có từ earn này, từ do này, từ work, từ make kết hợp với living, nhưng mà do nhé thì nó sẽ là do for a living. Câu số 80, Tom get into trouble. Yes. Mình sẽ nói là get into trouble, tức là vướng vào rắc rối. Get into trouble. Gặp rắc rối. Tom đã gặp rắc rối với bố mẹ khi mà về nhà muộn mà không báo trước cho họ. Câu số 81, using your phone while driving can do harm to. Chúng ta học từ do này hoặc là cause, đúng không? Nó sẽ đi với harm hoặc là damage to something. Đấy, to somebody something, tức là gây hại tới ai, cái gì. Và chúng ta cũng học từ take. Một số cụm từ chúng ta đã học rồi. Heavy tune on somebody or something. Hay là các bạn học một cụm nữa, đó là do a number on, đúng không nhỉ? Hoặc là, yes, một cái cụm khá là hay, đó là deal a blow to. Thì đều mang nghĩa là gây hại, gây ảnh hưởng nhá. Gây hại này, gây ảnh hưởng tới ai hoặc cái gì. Và trong đề thi thì có năm họ đã ra cụm từ này rồi, đó là do more harm than good. Đấy, trong đề thi có một năm là lợi bất cập hại, tức là lợi đâu chẳng thấy chỉ thấy hại, các bạn nhớ nhá. Thì có năm nó ra là do. Cô nghĩ là năm ngoái đề thi đã ra vào make rồi, mà năm nay lại ra tiếp vào make thì cũng không hay cho lắm, nên chúng ta cũng chú ý cái từ do nhá. Chúng ta sẽ nhớ cái từ do. Đó, Iris hỏi là cô ấy làm cách nào để nhớ một cách kinh khủng như cô. Trời ơi, cô dạy 10 năm rồi, chẳng lẽ 10 năm không nhớ, ngày nào cô cũng dạy. Đúng không? Ngày nào cô cũng làm một cái việc như vậy, chẳng lẽ lại không nhớ. Có những cụm mà cô vẫn quen bình thường, cô vẫn tra, nó rắc rối quá thì cô sẽ tra từ điển luôn. Đấy, còn là cứ biết nhiều thì nó sẽ quen thôi, nó giống như kiểu là một con robot ấy các bạn. Nó quen, nó thành một cái rãnh trong đầu mình rồi. Đó, còn các bạn là chúng ta mới, đúng không? Cô chỉ khác với các em là cô biết kiến thức trước các bạn thôi. Cô biết kiến thức trước thôi, các em biết sau. Rồi tiếp nhá. Chúng ta sang câu 82, nhưng mà ở đây các bạn thấy là nếu mà các bạn nhóm kín ấy, từ câu 1 đến câu 81 chưa gặp một cái cụm từ gì mà khó hết. Đúng, chưa gặp một cái cụm từ gì mới hết. Nếu với các bạn nhóm kín chúng ta học với cô thì là toàn các cụm từ quen thuộc, mình đã học rất nhiều rồi. Đúng, không thấy có một cái gì khó lần đầu, đúng không? Toàn các cụm từ quen thuộc thôi. Yes, câu 82 này. Sự thật về những cái chiếc chìa khóa bị mất thì cuối cùng cũng come to light. Come to light ở đây mình sẽ hiểu là gì? Come to light tức là làm sáng tỏ. Đó. Đó, cũng rõ ràng, làm sáng tỏ, được làm rõ trong cái quá trình tìm kiếm kỹ lưỡng. Tiếp câu số 83, my father always remember to the electricity. Bố tôi thì luôn nhớ là trả hóa đơn. Vừa rồi mình có là trả tiền lương, đúng không? Pay the salary, pay the electricity bill. Trả hóa đơn, tiền điện hay là hóa đơn khi các bạn đi ăn nhà hàng mình cũng dùng từ pay hết. John wants to make money. Make money dễ chưa? Rồi, nhưng mà cô thấy mấy năm nay họ ra vào make rồi. Năm ngoái họ ra vào make rồi, make sure, make sense rồi. Năm nay các bạn sẽ chú ý hơn về các động từ khác. Nhưng mà mình cứ học make thôi, đúng không? Biết đâu đi thi họ lại ra về make thì sao? Đó, nhưng mà chúng ta cũng chú ý. Mà năm nay mà vẫn ra về make thì nó kiểu nhàm chán kiểu gì ấy, đúng không? Rồi, câu số 85. Tyler always put always. Tyler thì luôn put pressure. Đúng không? Đặt áp lực, gây áp lực tới ai? Put pressure
on somebody, hoặc là mình có là become under pressure, tức là chịu áp lực, đúng không? Áp lực phải làm gì ấy? Đó, Tyler thì luôn gây áp lực buộc anh trai cô phải giúp cô làm việc nhà. Câu số 86 đi với từ price nha. Bây giờ hỏi giá khi đi mua sắm thì bạn nên hỏi giá trước khi mua. Bạn sẽ nói là ask the price. Câu 87, her parents agree to gì? Give, đúng không? Mình sẽ nói là give permission. Đó, give permission to somebody, cho phép ai đó làm gì. Hoặc là mình sẽ nói là give somebody the green light to do something, là bật đèn xanh cho ai đó làm gì. Allow somebody. Các em có thể dùng từ allow hoặc từ permit cũng được. Đó, bật đèn xanh, cho phép ai đó làm gì. Câu 88, có khoảng thời gian rất là vui vẻ. Have a well of time, have a good time, đúng không? Rồi còn effort hay là attempt kiểu gì cũng phải đi với make. Đó, attempt, make efforts này, hoặc là make attempt to do something, cố gắng, nỗ lực làm gì. Cố gắng học chăm chỉ hơn nếu như muốn thi đỗ. My mother had just reminded me to give my friend a call. Yes. Make a call, mình sẽ nói là make a call, make a phone call to somebody, hoặc các bạn sẽ nói là give somebody a call nhé, tức là gọi điện cho ai. He must face consequences if he chooses to crime against his neighbor. Sẽ phạm tội đúng không? Khi cái cụm từ phạm tội đây mình sẽ nói là commit a crime, commit a personal fault này. Đây là phạm tội này. Commit phạm một cái lỗi cá nhân đúng không? Personal. Đó, phạm lỗi cá nhân. Thì cái cụm từ này hay gặp trong thể thao. Câu 92, let's gather our materials and get started. Yes, get started. Let's get started. Nghe quen thuộc không? Let's get ready. Đó, get ready, get started. Nhưng câu 92 các em chọn là bản B là đúng. Câu 93 nha. Cô thấy các bạn làm rất tốt. Chúng ta chỉ còn vài câu nữa thôi, các em cố gắng lên. Before starting her project, Emily needs to. Ở đây đi với research nha, mình sẽ nói là do research. À không có đâu các em nha, cái từ research là một từ không đếm được. Ví dụ như là survey, test, questionnaire thì các em có thể dùng nhưng mà research các bạn sẽ không dùng Các em ngoài cái từ do ra, các em có thể dùng từ conduct hoặc từ undertake. Conduct, mà đã dùng conduct là kiểu gì cũng dùng một từ carry out. Undertake thường theo sau sẽ đi với lại gì, research này, a test này, survey này, đấy, thực hiện đúng không, tiến hành thực hiện một cái nghiên cứu, một cái bài test, một cái cuộc khảo sát để làm gì, để gather information, thu thập thông tin và lập kế hoạch một cách hiệu quả. Câu 94, she should feel comfortable to make a question, to ask a question, raise a question, đúng không, để hỏi một cái câu hỏi mà cô ấy không hiểu trong lớp. It's normal to make mistake. Cái cụm từ này dễ rồi đúng không? Make mistake hay là correct mistake. Đó. Sarah was overjoyed when Mark asked her to get engaged. Đó, vừa rồi chúng ta học là get engaged, get married, get divorced. Sarah vui mừng khôn xiết khi mà Mark mở lời cầu hôn trong cái kỳ nghỉ lãng mạn trên bãi biển. Câu 97, Emily and her colleagues need to have a discussion. Đúng, có một cái buổi, có một cái cuộc thảo luận về cái dự án sắp tới. He kindly offered to give somebody a lift, tức là cho ai đi nhờ xe. Yeah, give somebody a lift. Cho ai đi nhờ xe. Yeah. Câu 99, Emily decided to take measure. Vừa rồi chúng ta học là take measure, take action, đúng không? Tức là thực hiện các biện pháp để làm gì. Và câu số 100 này, we told John to take a seat. Đó, take a seat, quen không? Đó, như vậy là các bạn thấy là trong cái bài học hôm nay, mình toàn học collocation với các cái cụm từ rất cơ bản, cũng không hề cho khó nhé. Tại vì trong đề thi cái collocations này, nó chỉ về common verb thôi. Nên chúng ta chỉ cần học như vậy. Thế, bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc các em nha. So now goodbye and see you. Cô chào tất cả các em nha.